làm chậu 80cm cao 21cm. Xin kính chào các bạn thân mến. Xin chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe để làm việc cũng như vui chơi. Hôm nay, mình sẽ làm một cái chậu 80cm lọt lòng cho các bạn cùng xem. Các bạn hãy dùng cát ẩm để làm lòng cát phải chắc chắn để tránh sụp lở khi chúng ta thi công. Khi đã làm được lòng cát, các bạn hãy trộn một xi măng cộng hai cát và cho nước vào từ từ sao cho hồ đủ lỏng, sao cho có thể dùng cái ca múc chế được. Lưu ý cát mịn và được sàng sạch. Sau khi gỡ bỏ lưỡi dao phụ ra, các bạn hãy tiến hành vệ sinh chà nhám mịn cho lưỡi dao chính được sạch và trơn láng. Chúng ta tiến hành chế hồ từ phần chân trước từng lớp mỏng. Tránh đổ hồ quá nhiều sẽ có khi bị sụp lòng cát. Đặt vào các vòng dây chì chịu lực để cho chậu thêm bền chắc trong quá trình làm việc cũng như khi vận chuyển. Những dây này phải được lớp hồ xi măng bao bọc thì chậu mới chắc chắn được. Dùng cái bay để vuốt và ép hồ vào vị trí của chúng và quay lưỡi dao thường xuyên. Có thể thêm đá mini vào cho thêm chắc chắn. Chúng ta lặp lại cho đến khi chậu được đắp đầy hỗn hợp xi măng cát nước. Những lớp cuối cùng dùng hỗn hợp có pha nhiều xi măng hơn để bám dính vào thân chậu và làm bít hết các lỗ nhỏ còn sót lại xung quanh thân chậu. Nếu chậu lâu ráo nước, các bạn có thể rắc xi măng khô để hút bớt nước. Cuối cùng là một hoặc hai ba lần hồ dầu để hoàn thiện làm cho bề mặt của chậu được trơn láng hơn. Hồ dầu là xi măng khô thêm nước vào sao cho vừa đủ lỏng, không quá lỏng. Dùng dao cắt bỏ hồ dư xung quanh miệng chậu, tạo các lỗ thoát nước. Như vậy là chúng ta đã làm được một cái chậu 80cm cao 21cm. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu xem video này. Xin kính chúc các bạn và gia đình nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn có thắc mắc gì thì xin để lại một lời nhắn bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời khi có thể.